Toyota Sienta 2022 vừa trình làng tại Đông Nam Á, mẫu MPV 7 chỗ là đối thủ của Sander, giá quy đổi từ 532 triệu đồng. So với Toyota Veloz vừa ra mắt tại Thái Lan, thì Toyota Sienta 2022 sở hữu kích thước nhỏ hơn, cùng lượng trang bị khiêm tốn nhưng vẫn được bán với mức giá ngang ngửa nhau. Toyota Sienta là một mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, lần đầu ra mắt với quốc tế vào năm 2003. Hiện mẫu xe này đang được cung cấp tại một số thị trường ở châu Á như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Lào. Toyota Sienta đã có màn chào sân tại thị trường Thái Lan lần đầu tiên vào năm 2019. Trải qua 3 năm, nhà sản xuất đã quyết định cho ra mắt mẫu MPV này với một phiên bản nâng cấp để có thể cạnh tranh tốt hơn so với các đối thủ khác. Về ngoại thất, Toyota Sienta 2022 hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài 4.325mm, chiều rộng 1.695mm, chiều cao 1.695mm, chiều dài cơ sở 2.570mm và chiều cao gầm 170mm. Ở phiên bản mới, Toyota Sienta nâng cấp không thay đổi về thiết kế ngoại thất. Mẫu MPV 7 chỗ này được tiếp tục trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn pha LED, vành hợp kim 16 inch, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện trên chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ như phiên bản cũ. Thêm vào đó là cửa trượt chỉnh điện bên sườn, có thể đóng trên mở chỉ bằng cách bấm nút. Xe có 4 màu sơn ngoại thất bao gồm xanh lá, bạc, trắng và đen. Về nội thất, Toyota Sienta 2022 được bổ sung ghế bọc da với chất liệu bán tổng hợp mới, phối màu đen, xám. Tiếp đến là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 6,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth và USB. Thay đổi còn lại của xe nằm ở camera hành trình trước trên sau. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ Optitron với màn hình màu đa thông tin TFT 4,2 inch, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, cửa gió điều hòa và màn hình LED 8 inch dành cho hàng ghế sau, cũng như hệ thống âm thanh 6 loa. Về động cơ thì trái tim của Toyota Sienta 2022 vẫn là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi lanh, DOHC, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 108 mã lực tại tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 140 mã lực tại tua máy 4.200 vòng trên phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, trang bị an toàn, camera 360 độ, hệ thống ngăn nhầm chân ga, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh 3, hệ thống 3 túi khí. Tại thị trường Thái Lan, giá xe của Toyota Sienta 2022 cho tổng cộng hai bản trang bị là 1.5G và 1.5V dao động từ 775.000 đến 889.000 baht, khoảng 532 đến 611 triệu đồng. Như vậy, Sienta có giá không thua kém gì người anh em Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan, dù kích thước nhỏ hơn đáng kể. Toyota Veloz 2022 tại Thái Lan là từ 795.000, 875.000 baht, 545, 602 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.